mua màn hình máy tính giá rẻ nhất đến smartnew.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chúng ta lại gặp nhau trong một video bán hàng trên kênh YouTube của mình rồi. Và cái sản phẩm mà mình muốn bán cho các bạn ngày hôm nay đó chính là một cái cục sạc pin dự phòng Samsung 10.000 mAh có sạc nhanh. Đấy, cái giá gốc của cái sản phẩm này nó là 390.500 đồng. Đấy, chúng ta có thể coi như là 390 đi. Đấy, tuy nhiên mình sẽ bán cái sản phẩm này cho các bạn với mức giá rất rẻ, đó là 350.000 đồng, nhưng mà free ship cho các bạn luôn. Nghĩa là cái giá 350.000 đồng là đã bao gồm ship rồi nha các bạn nhé. Đấy, bình thường nếu mà các bạn mua online cái sản phẩm này thì giá của nó sẽ rơi khoảng 390.000, cộng thêm với khoảng 5.000 tiền ship nữa thì giá nó rơi khoảng 440-450. Đấy, tuy nhiên là mình bán giá nó sẽ rẻ hơn là khoảng 100 nếu mà so với việc các bạn mua ở ngoài thị trường. Đấy, vậy thì cái sản phẩm này nó có ưu điểm gì, cũng như là cái cách đặt mua hàng như nào thì mình sẽ nói cho các bạn thật là nhanh thôi. Đấy, đầu tiên là cái ưu điểm của nó này, nhìn nó rất là đẹp mắt, sang trọng, cái màu xám khói này của nó các bạn nhìn được không, nó khá là đẹp luôn. Chúng ta đừng so sánh sang với sạc dự phòng của Xiaomi nhá, bởi vì là sạc dự phòng của Samsung ấy thì cái độ tối ưu của nó tốt hơn sạc của Xiaomi rất nhiều. Đây, mình sẽ cho các bạn xem luôn một cái sạc pin 10.000 mAh của Xiaomi đây. Đấy, các bạn nhìn là cái sạc của Samsung này nó bé hơn và nó cũng mỏng hơn và nhẹ hơn nữa. Đấy, đấy là cái ưu điểm về mặt thiết kế của cái sạc Samsung này. Đấy, thứ hai nữa là cái cổng sạc của nó này là cổng sạc chuẩn USB Type-C luôn nhé các bạn nhé. Và cái dây cáp đi kèm nó cũng là dây cáp chuẩn USB Type-C. Đấy, và nó có hai đầu ra luôn, có cả hai đầu ra để cho các bạn có thể một cái sạc cho Android, một cái sạc cho iPhone chẳng hạn. Đấy, và nó cũng đi kèm theo sạc nhanh luôn. Đấy, và cái sạc nhanh đi kèm theo nó là sạc nhanh 15W luôn. Đấy là những ưu điểm của cái sạc này. Đấy, và mình cũng nói luôn, qua rất nhiều người đã sử dụng cái sạc Samsung 10.000 mAh này thì người ta phản hồi lại cho mình đó là cái độ charge pin của nó thấp hơn rất nhiều so với độ charge pin của cái sạc Xiaomi. Đấy, bởi vì khá nhiều người phản hồi lại là sử dụng sạc Xiaomi thì thời gian đầu nó có thể sạc được nhiều lần cho điện thoại, nhưng mà đến thời gian sau thì cái số lần nó đi nó giảm rất là nhanh. Nhưng mà đối với sạc Samsung này thì cái độ charge của nó tốt hơn, nghĩa là nó đỡ hơn rất là nhiều. Đấy. Rồi, vậy thì cái cách đặt hàng như thế nào cũng rất là đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ bật cái điện thoại này của mình lên, mình sẽ quay màn hình. Đấy, mình phải quay màn hình để hướng dẫn các bạn đặt hàng như nào. Rồi, ok, bắt đầu quay màn hình. Đấy, đầu tiên là các bạn hãy truy cập trực tiếp vào cái đường link mà mình để ngay phía dưới phần mô tả video này. Đây, khi các bạn kích vào cái đường link này thì nó sẽ dẫn đến fanpage của mình là fanpage Dương Dê. Xong sau đó các bạn hãy ấn nút bắt đầu cho mình. Đó, sau khi các bạn ấn nút bắt đầu, các bạn chờ một chút thì fanpage của mình sẽ tự động nhắn tin lại cho các bạn để mà chốt đơn với cả các bạn. Đấy, các bạn chờ mình một chút nhá. Đây này, fanpage mình sẽ nhắn tin lại là: bạn Trương Dương ơi, pin sạc dự phòng Samsung EBP1100 hỗ trợ sạc nhanh 2.0 với dung lượng khủng 10.000 mAh, thiết kế phong cách, vân 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 vân. Đấy là quảng cáo tí đấy. Đấy, và cái sản phẩm này thì sẽ có mức giá là 350.000 đồng, kèm theo đó là các bạn sẽ được free ship nhé các bạn nhé. Đấy, chú ý cái điều đấy. Và sau khi nó hiển thị lên như này rồi, các bạn ấn nút đặt hàng ngay cho mình. Đấy, sau khi các bạn ấn nút đặt hàng ngay thì fanpage của mình sẽ để lại một tin nhắn nữa, đó là bạn muốn mua với số lượng là bao nhiêu. Đấy, ví dụ mình chỉ cần mua một cục thôi, mình ấn 1 vào đây. Đấy, mình chọn rất là đơn giản thôi. Đấy, thì các bạn đợi một chút, fanpage của mình sẽ nhắn tin lại cho các bạn để mà các bạn có thể mua được hàng. Thế còn cái cách thứ hai để cho chúng ta có thể mua hàng là cách như thế nào? Đấy là chúng ta hãy truy cập trực tiếp vào cái fanpage của mình. Đây, fanpage Dương Dê của mình như này. Đấy, các bạn sẽ kéo xuống phía dưới. Đây, bây giờ thì nó đang xác nhận địa chỉ đặt hàng rồi đấy. Thì các bạn chỉ việc thêm địa chỉ vào đây là xong. Đấy, đấy là với cái cách đầu tiên nhé các bạn nhé. Đấy, với cái cách đầu tiên thì các bạn kích vào đường link. Đấy, và phía dưới này các bạn nhìn này, phí vận chuyển là miễn phí này, và tổng cộng chỉ là 350.000 thôi. Đấy, thế còn bây giờ vào fanpage thì sao? Chúng ta sẽ kéo xuống cái phần dưới này. Chúng ta kéo xuống phần dưới, chúng ta vào một cái bài viết bất kỳ nào đó. Đấy, ví dụ như là mình vào bài viết này chẳng hạn, mình kích vào đây, mình sẽ chọn cái hashtag bình luận với hashtag là Dương Dê Pin. Dương này, Dê Pin. Các bạn ấn enter vào đây. Đấy, các bạn để lại bất kỳ vào một cái post nào của mình trên fanpage của mình là được. Đấy, bất kỳ một cái bài đăng nào, các bạn đợi một chút thì cái fanpage này của mình nó sẽ tự động nhắn tin lại để chốt đơn với các bạn. Nghĩa là một là các bạn kích vào đường link trực tiếp, hai là các bạn để lại hashtag ở bình luận đó là Dương Dê Pin. Đấy, thì nó sẽ nhắn tin như này, mình kích vào đây. Đấy, thì nó cũng gần giống như vậy thôi. Đấy, và chúng ta cứ ấn nút đặt hàng ngay như thế là xong. Đó,
Rồi, và như vậy là mình vừa mới hướng dẫn cho các bạn cái cách đặt hàng cái sạc dự phòng 10.000 mAh của Samsung này. Cái mức giá mình đưa ra đấy, 350 là kèm theo đó cả phí ship luôn. Và bảo hành, bây giờ mình nói bảo hành. Bảo hành cho các bạn là một đổi một trong vòng 6 tháng. Đấy, tại sao lại 6 tháng? Vì là cái này là phụ kiện. Đấy, một đổi một trong vòng 6 tháng cho các bạn nhé. Hỏng phát là đổi chứ không có sửa gì đâu. Đó. Đấy, ưu điểm nói hết rồi. Hai đầu sạc này, cổng USB Type-C, có sạc nhanh 15W, thương hiệu tốt. Đấy, 10.000 mAh. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.